Cô xin chào các em học sinh lớp 4 thân mến. Rất vui khi được gặp lại các em trong giờ tiếng Việt. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục chữa bài tập tuần tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống các em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tuần học thứ 27, tuần ôn tập giữa học kỳ 2. Như vậy thì với tuần học này, các em hãy cùng cô làm một đề kiểm tra để chuẩn bị cho kỳ đi học kỳ sắp tới. Trong phần đề kiểm tra này, chúng ta sẽ gồm có hai phần, đó là kiểm tra đọc và kiểm tra viết. Phần đầu tiên là kiểm tra đọc. Phần 1 đọc thành tiếng. Trong phần đọc thành tiếng thì các em sẽ đọc bài Trong lời mẹ hát trang 59. Các em lưu ý, khi đọc thành tiếng các em hãy đọc thật to, rõ ràng và mạch lạc, cố gắng đọc thật hay để được điểm cao nhất. Sau khi đã đọc xong bài Trong lời mẹ hát thì các em hãy cùng cô trả lời câu hỏi. Tìm những hình ảnh đẹp, gần gũi được gợi ra từ lời hát ru của mẹ. Với câu hỏi này thì cô có gợi ý như sau. Những hình ảnh đẹp, gần gũi được gợi ra từ lời hát ru của mẹ là cảnh cò trắng, dải đồng xanh và con gà. Cô hy vọng là với gợi ý này thì có thể giúp các em hoàn thành tốt phần đọc thành tiếng. Sau khi đã hoàn thành phần bài đọc thành tiếng thì các em hãy cùng cô chuyển sang bài đọc hiểu. Ở bài đọc hiểu, các em sẽ đọc bài Vị khách tốt bụng và trả lời các câu hỏi ở dưới. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài đọc Vị khách tốt bụng. Một du khách nhìn thấy một bà cụ đứng bên bờ suối. Bà lão đang lo lắng vì chưa có cách nào qua suối. Chẳng là vừa có trận mưa nên suối còn ngập nước. Người khách hỏi, bà ơi, bà có muốn con cõng bà vượt suối không? Bà lão ngạc nhiên và lặng lẽ gật đầu. Du khách cõng bà qua suối. Sang tới bờ, anh cũng thấm mệt. Anh thấy bà lão quay lại nhìn mình, gật gật đầu rồi rời đi mà chẳng cảm ơn một lời. Anh thoáng buồn, anh không mong bà báo đáp, nhưng nghĩ rằng ít ra bà cũng nên nói một lời. Ít ra bà cũng nên nói với anh đôi lời, bày tỏ sự cảm kích. Một giờ sau, vị du khách đã đi được quãng đường khá xa, thật là một hành trình gian nan với anh. Chân của anh bị côn trùng cắn sưng tấy. Vừa lúc đó, một thanh niên đuổi kịp anh, vừa nói vừa thở hổn hển. Cảm ơn anh đã giúp bà tôi. Bà bảo anh sẽ cần những thứ này và muốn tôi mang chúng đến cho anh. Nói đoạn, cậu lấy ra một ít thức ăn và thuốc men trong túi. Cậu còn dắt thêm một con lừa và giao nó cho du khách tốt bụng. Vị du khách không ngừng cảm ơn anh thanh niên. Sau đó, người thanh niên kể, bà của tôi không nói được, vì vậy bà muốn tôi thay mặt bà để cảm ơn anh. Vậy là cô và các em đã cùng nhau đọc xong bài đọc Vị khách tốt bụng rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng trả lời các câu hỏi ở trong phần đọc hiểu này. Câu 1. Tại sao vị du khách lại cõng bà cụ đi qua dòng suối? A. Vì vị du khách rất thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là người già. B. Vì vị du khách thấy bà cụ có vẻ rất lo lắng và muốn đi qua con suối đó. C. Vì vị du khách tiện đường qua bên kia suối nên cõng bà cụ sang luôn. Và D. Vì bà cụ đã nhờ vị du khách cõng bà qua bên kia suối. Với câu hỏi số 1 thì các em có thể thấy trong bài đọc đã nói rằng một vị du khách nhìn thấy một bà cụ đứng bên bờ suối. Bà đang lo lắng vì chưa có cách nào qua suối. Chẳng là vừa có trận mưa nên suối còn ngập nước. Như vậy thì lý do vị du khách cõng bà cụ qua suối đó là vì vị du khách thấy bà cụ có vẻ rất lo lắng và muốn qua con suối đó. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án B. Câu 2. Điều gì khiến vị du khách cảm thấy buồn? A. Vị du khách đã đánh rơi mất chiếc ví khi đi bộ qua con suối. B. Sau khi sang đến bên kia suối, vị du khách đã bị lạc. C. Vị du khách đã quên không lấy tiền công từ bà cụ. Và D. Vị du khách đã không nhận được một lời cảm ơn nào từ bà cụ. Với câu hỏi số 2 thì các em hãy cùng cô theo dõi bài đọc để xem là điều gì đã khiến vị du khách cảm thấy buồn. Cô có một đoạn như sau. Người khách hỏi, bà ơi, bà có muốn con cõng bà vượt suối không? Bà lão ngạc nhiên và lặng lẽ gật đầu. Du khách cõng bà qua suối. Sang tới bờ, anh cũng thấm mệt. Anh thấy bà lão quay lại nhìn mình, gật gật đầu rồi rời đi mà chẳng cảm ơn một lời. Anh thoáng buồn. À, như vậy thì ở đây, lý do mà vị du khách buồn đó là bởi vì vị du khách đã không nhận được một lời cảm ơn từ bà cụ. Đáp án đúng cho câu hỏi số 2 của chúng ta đó là đáp án D. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án D. Câu số 3. Khi đến vùng núi, vị du khách đã gặp phải những khó khăn gì? A. Chân của anh bị côn trùng đốt sưng tấy. B. Trời tối khiến anh không thể xác định được phương hướng. C. Có rất nhiều thú dữ đang rình rập anh. Và D. Vừa đói vừa khát khiến anh không còn sức lực để di chuyển. Với câu hỏi số 3, các em hãy cùng cô tiếp tục đọc bài đọc để xem là khi đến vùng núi thì vị du khách đã gặp phải khó khăn gì. Cô có đoạn văn như sau. Một giờ sau,
vị du khách đã đi được quãng đường khá xa. Thật là một hành trình gian nan với anh. Chân của anh đang bị côn trùng cắn sưng tấy. Vừa lúc đó một thanh niên đuổi kịp anh. Như vậy thì ở đây, vị du khách đã gặp khó khăn, đó là chân của anh bị côn trùng đốt cho sưng tấy. Đáp án đúng cho câu hỏi số 3, đó là đáp án A. Các em hãy cùng cô Hoành vào đáp án A. Câu số 4. Vì sao người thanh niên lại chuẩn bị nhiều đồ cho vị du khách? A. Vì nhà người thanh niên bán đồ và vị du khách đã mua chúng. B. Vì đây là cách trả ơn mà bà cụ muốn gửi đến vị du khách. C. Vì người thanh niên là một người tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Và D. Vì vị du khách đã hỏi xin người thanh niên những đồ đó. Với câu hỏi số 4 thì các em hãy cùng cô tiếp tục đọc bài đọc và tìm ra đáp án đúng. Chúng ta thấy là ở bài đọc thì người du khách đã gặp một anh thanh niên. Và chàng thanh niên đã nói rằng, cảm ơn anh đã giúp bà tôi. Bà bảo anh sẽ cần những thứ này và muốn tôi mang chúng đến cho anh. Nói đoạn, cậu lấy ra một ít thức ăn và thuốc men trong túi. Cậu còn dắt thêm một con lừa và giao nó cho du khách tốt bụng. Như vậy thì lý do người thanh niên lại chuẩn bị nhiều đồ cho du khách đó là bởi vì đây là cách trả ơn mà bà cụ muốn gửi đến du khách. Vì bà cụ không nói được nên đã nhờ cháu của mình đến cảm ơn vị du khách này. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Các em hãy cùng cô Khoanh vào đáp án B. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì? A. Lòng tốt khi cho đi sẽ luôn được đền đáp xứng đáng, dù là sớm hay muộn. B. Biết ơn, trả ơn là điều cần thiết trong cuộc sống. C. Khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, hãy biết nói lời cảm ơn. Và D. Tất cả các đáp án trên. Các em có thể thấy là qua câu chuyện thì đã dạy cho chúng ta những bài học. Đó là lòng tốt khi cho đi thì luôn được đền đáp xứng đáng, dù là sớm hay muộn. Giống như lòng tốt của vị du khách ở trong bài. Bài học cũng dạy chúng ta rằng phải biết ơn và trả ơn, đó là những điều cần thiết trong cuộc sống. Và khi nhận được sự giúp đỡ thì hãy biết nói lời cảm ơn. Vậy thì đáp án của câu hỏi số 5 đó là đáp án D. Tất cả các đáp án trên, các em hãy cùng cổ khoanh vào đáp án D. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 6. Dưới đây là bài tập xác định trạng ngữ của Quỳnh. Em hãy kiểm tra lại bằng cách ghi đờ trước câu đúng, sờ trước câu sai. Cô có các câu văn mà Quỳnh đã làm như sau. Cô có 4 câu. Trên tấm thảm khổng lồ, những chú cừu non đang nằm sưởi nắng. Vào ngày 20 tháng 11, trường em tổ chức lễ tri ân cho các thầy cô giáo. Vì đau bụng, tôi đã không đi học đúng giờ. Và để lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, tôi đã không ngừng học tập chăm chỉ trong nhiều năm. Ở bài tập này thì bạn Quỳnh đã xác định trạng ngữ bằng cách gạch chân. Nhiệm vụ của chúng ta đó là xem bạn Quỳnh đã xác định đúng chưa. Các em hãy cùng cô theo dõi. Chúng ta đã được học trạng ngữ thì sẽ bổ sung các thông tin, thành phần phụ trong câu, có thể đó là về thời gian, địa điểm, ở nơi chốn, nguyên nhân hoặc là mục đích của câu văn. Chúng ta đã được học là trạng ngữ thì sẽ thường đứng ở đầu câu, ngăn cách với thành phần chính bằng dấu phẩy. Trạng ngữ thì sẽ bổ sung thông tin về thời gian này, địa điểm này, nguyên nhân hoặc là mục đích của sự việc trong câu văn. Vậy thì với kiến thức đã được học về trạng ngữ, các em hãy cùng cô làm bài tập. Câu số 1. Trên tấm thảm khổng lồ, những chú cừu non đang nằm sưởi nắng. Ở đây bạn Quỳnh đã xác định trạng ngữ, đó là trên tấm thảm khổng lồ. Ở câu văn này thì bạn Quỳnh đã xác định đúng, vì trên tấm thảm khổng lồ chính là trạng ngữ chỉ địa điểm trong câu văn. Vậy thì với câu xác định đúng, chúng ta sẽ điền chữ đờ. Câu tiếp theo. Vào ngày 20 tháng 11, trường em tổ chức lễ tri ân cho các thầy cô giáo. Ở câu văn này, bạn Quỳnh xác định trạng ngữ là trường em. Câu văn này đã xác định sai, bởi vì trạng ngữ đúng phải là vào ngày 20 tháng 11. Trạng ngữ đứng ở đầu câu và sau trạng ngữ có dấu phẩy. Đây là một trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy thì với bài xác định trạng ngữ sai, các em sẽ điền chữ sờ. Câu tiếp theo. Vì đau bụng, tôi đã không đi học đúng giờ. Ở câu này, chúng ta có trạng ngữ đó là vì đau bụng. Đây là một trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Và ở trong câu văn này thì bạn Quỳnh đã gạch chân đúng trạng ngữ. Vậy thì chúng ta sẽ điền chữ đờ trước câu văn xác định đúng trạng ngữ. Câu cuối cùng. Để lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, tôi đã không ngừng học tập chăm chỉ trong nhiều năm. Ở đây chúng ta có trạng ngữ đó là để lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Đây là trạng ngữ chỉ mục đích. Bạn Quỳnh đã xác định đúng trạng ngữ trong câu văn này bằng cách gạch chân. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau điền chữ đờ trước câu văn xác định đúng trạng ngữ. Như vậy, với câu hỏi số 6, chúng ta thấy rằng bạn Quỳnh đã xác định đúng trạng ngữ của 3 câu văn và sai trạng ngữ của 1 câu văn. Các em hãy hoàn thành câu số 6 vào trong vở. Chúng ta tiếp tục đến với câu 7. Ở câu 7, cô có đề bài. Em hãy nối chủ ngữ với vị ngữ sao cho phù hợp. Ở đây, cô có các từ ở phía bên tay trái là chủ ngữ,
Còn các từ ở về bên tay phải là vị ngữ. Nhiệm vụ của chúng ta đó là nối chủ ngữ với vị ngữ để được các cơ văn phù hợp. Các em hãy cùng cô làm câu hỏi số 7. Với phần chủ ngữ, cô có 4 chủ ngữ. Đó là ông mặt trời, cánh đồng lúa, dòng sông và cơn gió. Với vị ngữ thì cô có các nội dung: nhẹ nhàng thổi qua làn tóc em, đỏ nặng phù sa, lấp lánh dưới ánh mai, chín vàng ruộng và giấu mình sau những đám mây dày. Với các chủ ngữ và vị ngữ này thì sau khi đọc xong chúng ta có thể dễ dàng nối rồi. Các em hãy nối cùng với cô. Chủ ngữ đầu tiên là ông mặt trời. Chủ ngữ ông mặt trời chúng ta có thể nối được với vị ngữ nào các em nhỉ? À, chúng ta sẽ nối với vị ngữ giấu mình sau những đám mây dày. Cô và các em có câu văn ông mặt trời giấu mình sau những đám mây dày. Chủ ngữ tiếp theo đó là cánh đồng lúa. Trong chủ ngữ cánh đồng lúa thì chúng ta có thể nối được với vị ngữ đó là chín vàng ruộng. Chúng ta có câu văn cánh đồng lúa chín vàng ruộng. Chủ ngữ tiếp theo đó là dòng sông. Với chủ ngữ dòng sông, các em có thể nối được với vị ngữ đỏ nặng phù sa, lấp lánh dưới ánh mai. Và cuối cùng chủ ngữ cơn gió chúng ta sẽ nối với nhẹ nhàng thổi qua làn tóc em. Vậy là cô và các em đã cùng nhau nối được chủ ngữ và vị ngữ phù hợp cho các câu văn rồi. Như vậy là cô và các em đã cùng nhau nối được các chủ ngữ với vị ngữ phù hợp. Sau khi nối thì chúng ta có câu văn. Câu thứ nhất, ông mặt trời giấu mình sau những đám mây dày. Câu thứ hai, cánh đồng lúa chín vàng ruộng. Câu thứ ba, dòng sông đỏ nặng phù sa, lấp lánh dưới ánh mai. Và câu cuối cùng, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc em. Vậy là các em đã cùng cô làm xong câu hỏi số 7. Các em hãy hoàn thành câu số 7 vào trong vở bài tập của mình, sau đó cùng cô đến với câu hỏi số 8. Cô có câu hỏi số 8 như sau. Gạch chân câu chủ đề trong đoạn văn và viết câu thay thế. Ở đây cô có một đoạn văn như sau. Bình minh quê em rất đẹp. Bình minh bắt đầu từ khi chú gà trống cất tiếng gáy gọi ông mặt trời thức giấc. Ông mặt trời kéo cỗ xe lửa ban phát ánh nắng xuống trần gian. Líu lo trên cành cây là những chú chim tinh nghịch. Dòng sông đỏ nặng phù sa dưới ánh nắng mai lấp lánh, khẽ đem dòng nước mát lành tưới tiêu cho ruộng lúa vườn cây. Những anh gọng vó tựa như những nghệ sĩ múa ba lê điêu luyện lướt mình trên mặt nước. Cánh đồng lúa chín vàng như tấm thảm khổng lồ trải dài thít tắp đến tận chân trời. Ngôi làng bắt đầu trở nên tấp nập đón chào ngày mới. Với đoạn văn này thì các em hãy tìm ra câu chủ đề trong đoạn văn và viết một câu thay thế cho câu chủ đề này. Chúng ta đã được học về câu chủ đề thì câu chủ đề sẽ đứng ở đầu hoặc là cuối đoạn văn và câu chủ đề thì nói lên nội dung chính của đoạn văn. Trong đoạn văn mà cô và các em vừa đọc thì chúng ta có thể thấy đoạn văn này đã nói về khung cảnh bình minh ở quê hương. Như vậy với nội dung chính này chúng ta có thể dễ dàng xác định được câu chủ đề đó là câu đầu tiên của bài. Bình minh quê em rất đẹp. Chúng ta sẽ gạch chân dưới câu chủ đề. Sau khi đã gạch chân câu chủ đề thì các em hãy cùng cô viết một câu chủ đề thay thế. Các em lưu ý là với câu chủ đề thay thế thì cũng phải bao gồm nội dung chính của đoạn văn. Vậy thì cô sẽ viết được câu chủ đề như sau. Khung cảnh bình minh ở quê em rất xinh đẹp. Đây là câu văn cô viết được để thay thế cho câu chủ đề trong đoạn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong câu hỏi số 8 rồi các em ạ. Các em có thể dựa vào phần gợi ý này của cô để tự mình hoàn thành. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với câu số 9. Cô có đề bài của câu số 9 như sau. Trong các trường hợp dưới đây, đâu là câu, vì sao? Với câu hỏi này, các em hãy cùng cô theo dõi các trường hợp. Cô có 4 trường hợp. Đầu tiên, vài giờ sau, một vị du khách đã đi được quãng đường khá xa. Trường hợp thứ 2, tới vùng núi. Trường hợp thứ 3, vài giờ sau, một thanh niên. Và trường hợp cuối cùng là vài giờ sau. Trong các trường hợp này thì theo các em đâu là một câu? Và các em hãy giải thích lý do vì sao các em lại lựa chọn trường hợp đó. Chúng ta đã được học về câu rồi. Câu thì đầu câu sẽ được viết hoa và cuối câu sẽ có dấu chấm. Đó là hình thức của một câu. Còn nội dung của câu thì sẽ phải mang ý nghĩa đầy đủ. Vậy thì trong 4 trường hợp này, trường hợp nào là câu các em nhỉ? À, chúng ta thấy rằng trường hợp vài giờ sau, vị du khách đã đi được quãng đường khá xa. Đây là một câu vì trường hợp này có hình thức của một câu và nội dung diễn tả một ý trọn vẹn. Vậy thì các em hãy cùng cô viết lại đáp án của câu hỏi số 9 vào trong vở bài tập. Chúng ta có đáp án của câu hỏi số 9. Vài giờ sau, vị du khách đã đi được một quãng đường khá xa. Đây là một câu vì trường hợp này có hình thức của một câu văn và diễn đạt một ý trọn vẹn. Các em hãy dựa vào phần gợi ý này của cô để hoàn thành bài tập số 9. Sau khi làm xong bài tập số 9 thì chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo của đề kiểm tra, đó là phần kiểm tra viết. Ở phần kiểm tra viết, chúng ta sẽ có hai bài, đó là bài chính tả nghe viết và bài tập làm văn. Đầu tiên,
Với bài chính tả và nghe viết, các em sẽ lắng nghe cô đọc đoạn văn Rừng Phương Nam, sau đó viết lại vào trong vở bài tập. Cô có đoạn văn như sau. Rừng Phương Nam. Chim hót líu lo, nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan ra, phảng phất khắp rừng. Mấy con kỳ nhông nằm vươn mình, phơi lưng trên gốc cây mục. Sắc da lưng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh. Các em lưu ý là với bài chính tả nghe viết, khi viết các em hãy viết thật cẩn thận và nắn nót. Viết đúng chính tả, đúng ô ly và đúng cỡ chữ để bài viết được đẹp và sạch sẽ nhất. Sau khi đã viết xong bài chính tả nghe viết, thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập làm văn. Ở bài tập làm văn này, em sẽ viết bài văn kể lại một câu chuyện về người anh hùng dân tộc. Trong học kỳ vừa rồi thì các em đã được học cách kể lại một câu chuyện. Vậy thì dựa vào những kiến thức đã được học ở trên lớp, các em hãy kể lại một câu chuyện về người anh hùng dân tộc. Với đề bài của phần tập làm văn thì ở đây cô đã viết được một bài văn kể về người anh hùng dân tộc. Các em hãy cùng cô theo dõi bài văn này. Em rất thích đọc các câu chuyện về những người anh hùng dân tộc. Trong các câu chuyện em đã đọc, em đặc biệt có ấn tượng với câu chuyện Hai Bà Trưng. Chuyện kể về hai người anh hùng chống giặc ngoại xâm là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Mở đầu câu chuyện, giặc phong kiến phương Bắc ngang nhiên sang xâm lược nước ta. Chúng hung hăng, độc ác và giày xéo lên cuộc sống của những người dân vô tội. Trưng Trắc và Trưng Nhị là những người tài giỏi võ nghệ, sớm nuôi chí lớn giành lại non sông. Hay tin Hai Bà Trưng chuẩn bị khởi nghĩa, quân giặc đã bắt và giết Thi Sách là chồng của Trưng Trắc để đe dọa. Nhưng Hai Bà Trưng không những không nản chí mà càng thêm căm thù giặc sâu sắc. Hai Bà Trưng mặc áo giáp phục lộng lẫy, cưỡi trên mình voi, phất cờ và vung kiếm chỉ huy quân lính. Quân ta ào ào xông lên, đè bẹp kẻ thù, khiến cho chúng kinh hồn bạt vía, ôm đầu bỏ chạy. Giành lại được non sông, hai vị nữ anh hùng từ chiến trận trở về, được nhân dân cả nước chào đón nồng nhiệt. Tên tuổi của Hai Bà Trưng mãi sáng chói trong những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Em cảm thấy rất thích câu chuyện này. Qua câu chuyện, em càng thêm yêu đất nước, đồng thời hiểu được rằng chúng ta cần phải giữ gìn được truyền thống quý báu của dân tộc ta, đó là lòng yêu nước nồng nàn. Đây chính là bài văn mà cô đã viết cho phần tập làm văn. Các em có thể dựa vào bài văn này để tự mình hoàn thành phần tập làm văn. Đây cũng là phần cuối cùng của tuần học thứ 27 và là phần cuối cùng của đề kiểm tra. Trong tuần học thứ 27 này thì chúng ta đã được ôn lại về những kiến thức đã được học, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Vậy thì cô xin chúc các em có một kỳ thi thật là thành công, đạt được kết quả cao. Còn bây giờ thì cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những tuần học tiếp theo.